tôi chạy về luôn, khỏi ai đưa tôi về thành phố hết. Một mình tôi khởi cái xe luôn, khỏi còn mặc số luôn. Cảm ơn các bạn, nói cho vui thôi. Và bây giờ, để không khí văn nghệ trở lại phần hào hứng và sôi nổi, tôi thấy trên gương mặt các bạn hình như ngồi suy tư và buồn quá, không vui. Bây giờ, để tạo không khí vui và nóng bỏng lại, xin các bạn dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt các bạn. Đó, mong là những tràng pháo tay có gì lớn luôn, liên tục như thế này nữa để chương trình hấp dẫn các bạn. Bây giờ, mời quý vị xem phần trình diễn hết sức đặc biệt của một gương mặt đã xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim và xuất hiện trong những nhiều YouTube. Và bây giờ ở đây, mời các bạn sẽ được thưởng thức những tiếng hát thật tuyệt vời với phần trình diễn hết sức đặc biệt của Duy Phước. Còn tôi vỗ tay đi chị ơi. Ok, cảm ơn bạn. Đó là đây cho phép Duy Phước xin trở lời chào trân trọng đến tất cả các cô chú, các anh chị, gửi lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất của trang phát thanh của Thanh To, quý vị ơi. Cảm ơn quý vị. Dạ, hôm nay rất là vui lại được tiếp tục cùng đồng hành với lại TMC Hà My, và cũng không biết nói gì hơn là chúc cho công ty ngày càng thành công thắng lợi, và xin chúc cho tất cả quý khách ngày hôm nay đến đây dự hội nghị về sẽ làm ăn phát tài phát lộc hơn, năm sau mua thêm cái nhà nữa, năm tới mua thêm cái xe hơi nữa, được không quý vị? Được, một tràng pháo tay thật lớn, được không quý vị ơi? Cảm ơn quý vị. Và sau đây một ca khúc Duy Phước xin gửi tặng tất cả quý vị, một ca khúc rất là mới nằm trong bộ phim rất là mới, bài hát được mang tên Giang Hồ Chợ Mới. Bài hát Sống Chết Với Nhau, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một tràng pháo tay thật to như mới, được không quý vị? Trên đời đầu của duy nhân lại bao nhiêu bất bình ngang chán. Cái nhạc lớn lên trời. Hãy subscribe.
Dạ, vỗ tay ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn những đạo vỗ tay của